Đừng cứ yêu cầu tôi nhận cúng dường của quý vị. Tôi không muốn. Tôi đã bảo quý vị điều này mấy chục năm nay rồi, hiểu không? Tôi sẽ không nhận gì cả. Bây giờ, tôi phải lo liệu đạo tràng và những việc kinh doanh, cộng thêm rất nhiều thứ khác như công việc cứu trợ. Tôi không thể nào chỉ ăn không ngồi rồi. Đừng có những tư tưởng vớ vẩn rồi chỉ trích tôi lười biếng hay là nằm ườn ra đó cả ngày. Tôi cũng có việc làm bên trong, làm cho tôi còn bận rộn hơn nữa. Ôi chao ơi, bận ơi là bận, công việc bên trong còn bận hơn hồi trước. Tôi không tới nỗi bận bởi vì không có nhiều nhu cầu để lên tới những cảnh giới cao như thế. Nhưng bây giờ tôi càng ngày càng bận hơn. Dĩ nhiên, các vị thiên đế trên Eos và cao hơn nữa, tất cả đều giúp đỡ tôi, tất cả họ đều giúp tôi. Nhưng mỗi lần họ gửi tôi thông điệp thì chỉ là âm thanh. Có thể bất cứ âm thanh nào như chó sủa hay mèo kêu hoặc bất cứ gì, nhưng không chính xác như thế. Tôi phải thông dịch thành Anh ngữ hoặc ngôn ngữ của thế gian này, cần rất nhiều thời giờ để làm vậy. Chẳng hạn, trên màn ảnh có rất nhiều mẫu tự xuất hiện, thí dụ A, B, C, nhiều chữ xuất hiện cùng lúc, rồi tôi phải sắp xếp các mẫu tự đó để ráp thành một câu. Tôi phải chọn trong các mẫu tự đó, nhưng chúng lóe quá nhanh và cũng xuất hiện cùng lúc. Tôi phải tốn nhiều thời giờ và tập trung cao độ để có thể giải mã. Trong thời gian đó, có thể có tiếng chó sủa hoặc tiếng động của con người hay là tiếng điện thoại, nên tôi không muốn người khác ở bên cạnh tôi. Không phải vì tôi không thích con người, vì nếu có ai quanh đó, tôi không thể tập trung sâu được. Như sáng nay, bốn thông điệp được gửi tới. Các thông điệp đến không phải vì tôi cần mà vì quý vị cần. Cho nên tất cả đều là vì quý vị. Tôi phải mất cả buổi sáng để giải mã bốn thông điệp. Một trong bốn không phải về quý vị, nhưng cũng liên quan tới quý vị. Thông điệp cũng đến từ vũ trụ nguyên thủy. Họ nói rằng họ cần chuẩn bị vào một cảnh giới mới, một trong những cảnh giới tách ra khỏi vũ trụ nguyên thủy. Cho nên tôi sẽ có rất nhiều việc để làm bây giờ. Nếu không vì chúng sinh trên thế gian này, tại sao tôi cần vào mấy cảnh giới đó làm chi? Tôi cũng không cần phải lên đó để thu thập lực lượng vĩ đại như thế. Để làm gì? Một mình tôi có thể nào dùng hết được không? Như là 170W điện lực. Bất kỳ thông điệp nào tới và tôi tốn bao nhiêu thời giờ cho công việc bên trong và bên ngoài đều là lỗi của quý vị. Tất cả là vì quý vị. Quý vị. Vậy mà vẫn còn muốn tôi gặp quý vị và muốn sờ tay, sờ chân của tôi nữa, vân vân và vân vân. Quý vị giống như em bé. Khi tôi gần người nào có mùi thân thể nặng, tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cũng nói người ta phải cẩn thận khi họ vào nhà tôi. Nếu tôi ngửi thấy mùi hôi khi vào nhà, tôi lập tức bị đau bụng và cảm thấy như buồn nôn. Bằng không, cơn đau sẽ kéo dài rất lâu. Mỗi người khác nhau, nhưng tôi nhạy cảm với những thứ đó hơn. Tôi nhạy cảm về phần vệ sinh hơn. Quý vị cũng nhạy cảm về thứ đó, phải không? Không phải là tội lỗi, nhưng tốt hơn là nên tránh những thứ đó. Một số người dị ứng với lông chó hoặc gầu của họ. Họ ho hoặc bị ốm hay là có vài triệu chứng khi họ ở gần chó. Một số người dị ứng với mèo, phải không? Có người không ăn được cà chua hoặc cơm hay là thức ăn nào đó. Họ không ăn được cái này, cái kia, nhiều loại dị ứng. Tôi cũng bị dị ứng. Tôi dị ứng với mùi hôi không vệ sinh, chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt. Tôi không nói là tôi cao đẳng hơn quý vị hay là cái gì tương tự.
Ai cũng có một số vấn đề. Chẳng hạn, quý vị không thích mùi thuốc lá, nhưng khi ra ngoài, quý vị có thể ngửi thấy khi người ta hút thuốc và quý vị không thích chút nào. Phải, mùi người cũng như thế. Nó không cần biết tôi là minh sư, nó vẫn đến thăm tôi như thường. Mà tôi lại mẫn cảm với mùi đó, hiểu không? Không phải là tôi không tử tế với mọi người. Không, không phải vậy. Nhiều khi nghiệp chướng quá nặng, tôi chịu khổ rất nhiều. Rồi tôi hỏi thiên đàng, có phải vì tôi đã làm điều gì xấu trong tiền kiếp hay không? Hoặc tôi đã làm điều gì xấu trong kiếp này, có điều gì tôi chưa biết không? Tôi nhờ thiên đàng cho tôi biết, bởi vì bây giờ tôi chững chạc rồi và có thể hiểu rõ họ. Thiên chàng trả lời, thưa không có, sư phụ hoàn hảo. Ngài chưa từng làm điều gì xấu cả, tất cả đau khổ đến từ công việc Ngài đang làm và công việc Ngài nên làm, tất cả là do công việc của Ngài. Nhiều khi tôi lo ngại mình đã làm điều gì sai lầm, bởi vì quá nhiều nghiệp chướng đến với tôi và tôi chịu khổ quá nhiều. Tôi nghĩ có lẽ tiền kiếp mình nợ con người, nhưng không phải, đó là lý do tôi hỏi thiên đàng những câu hỏi như vậy. Hỏi họ chính xác hơn, phải không? Vậy nên tôi chưa từng làm gì sai cả. Đừng có những tư tưởng vớ vẩn rồi tạo nghiệp, thì sẽ ảnh hưởng tới tôi. Thiên đàng bảo vệ tôi, cho nên quý vị phải cảm ơn các thiên đế trên đó giùm tôi nha. Tôi đã cảm ơn họ rồi, nhưng họ nói rằng đó là những gì họ có thể làm, và đó là niềm vinh dự và họ có trách nhiệm để bảo vệ tôi. Họ cảm thấy rất vui mừng vì có thể bảo vệ tôi. Họ luôn luôn khóc vì tôi, thấy tôi chịu khổ quá nhiều. Tôi kể quý vị biết những chuyện đó vì tôi muốn quý vị biết chút đỉnh. Tôi không muốn giấu quý vị. Quý vị tới đây để học với tôi, nên nếu tôi biết điều gì, tôi sẽ kể cho quý vị biết. Chỉ như gia đình chia sẻ với nhau, đúng không? Khi chịu đau khổ vì chuyện gì đó, mình cũng kể cho con cái nghe. Mình cũng để các con cái cảnh giác hơn. Nếu con cái gây lỗi lầm gì, mình cũng sẽ nói cho họ biết để họ tiến bộ. Tuy nhiên, đối với tôi, hoàn cảnh rất khó khăn. Bởi vì sau cùng, quý vị không phải là con cái của tôi. Quý vị là đệ tử của tôi, cho nên tôi phải dạy dỗ kỷ luật. Đâu phải ai cũng hoàn hảo, đúng không? Đâu phải đồng tu nào cũng ngoan, đâu phải ai cũng kiên định bên trong lẫn bên ngoài. Cho nên nếu tôi dạy kỷ luật ai đó, đừng xen vào. Nếu xen vào, quý vị sẽ lãnh nghiệp của người đó. Quý vị có quyền lãnh nghiệp chướng của người đó, nhưng điều đó làm công việc của tôi khó khăn hơn. Khi quý vị xen vào sẽ gây khó khăn cho công việc của tôi. Nói cho cùng, tôi là sư phụ hay là quý vị? Quý vị là sư phụ hả? Dạ không. Có muốn ngồi đây dạy người ta không? Dạ không. Chúng ta có nên đổi vị trí cho nhau không? Dạ không. Nếu muốn, quý vị sẽ biết việc đó dẫn đến biết bao đau khổ. Dạy dỗ con cái của người khác không dễ dàng chút nào. Khi tôi ở nơi của mình, tôi vẫn nhận được câu hỏi của quý vị. Và tôi viết câu trả lời ở đây, nhiều giấy ghi chú. Đây cũng là lỗi của quý vị, hiểu không? Dù là giờ nào, thậm chí vào giữa đêm, khi tôi đang ngủ, tôi vẫn phải thức dậy để ghi xuống. Nếu không thì sẽ quên, hiểu không? Tôi phải làm mấy việc đó để làm gì? Nói đi, nói đi. Cho chúng con. Ồ, bây giờ biết rồi. Đừng nói rằng minh sư không có việc để làm. Không phải, chỉ những gì tôi nói quý vị biết. Tôi còn có rất nhiều thứ khác phải lo liệu. Những tư tưởng vớ vẩn sẽ tạo nghiệp xấu cho quý vị. Khó cho quý vị đi lên, nhưng dễ đi xuống. Một ý nghĩ cũng sẽ kéo quý vị xuống. Cho nên luôn luôn nghĩ khẳng định, hiểu không? Hãy cầu nguyện và niệm hồng danh.
luôn luôn chú tâm vào bên trong và thiền hiểu không? Hãy thiền âm thanh cho giỏi. Thiền âm thanh dạy dỗ quý vị bên trong, đó là giáo dục tâm linh. Ở bên trong, âm thanh không dùng ngôn ngữ trần gian nên ai cũng có thể hiểu. Giống như những thông điệp thiên đàng gửi cho tôi chỉ là một âm thanh, nhưng khi thông dịch chúng ta cần một vài câu hoặc rất nhiều nội dung. Làm minh sư là công việc khó khăn, cho nên đừng ganh tị với tôi. Đừng chỉ nhìn vào bề ngoài thôi. Hãy nói gì đó về thiên đàng và địa cầu này, đôi khi làm cho tôi vô cùng chán ngán, chán chường, bực bội. Và rồi, bởi bực bội mà nhiều người làm những chuyện sai trái, bằng không tất cả quý vị, bất cứ ai, vốn đều tới từ những cảnh giới rất cao. Một số quý vị có những thân thể khác, thân thể vật chất, một số không có, tùy thuộc vào quý vị đến từ hành tinh nào. Nhưng tất cả những hành tinh nơi mà quý vị xuất thân đều vô cùng tinh vi, tiến bộ hơn địa cầu này rất nhiều, thoải mái hơn rất nhiều, có tiêu chuẩn sống cao hơn nhiều và vô cùng có tổ chức. Nhưng không may là hành tinh nào thì cũng chỉ là hành tinh mà thôi, vẫn sẽ có một người cai trị ở đâu đó, sẽ có người cai trị và sẽ có một chính phủ, sẽ có luật lệ và xã hội bị cai trị. Rồi nếu mình thông minh hơn người cai trị một chút, thông minh hơn chính quyền, giỏi hơn quyền lực ở đó. Ý tôi không nói tới hành tinh đã được giải thoát, tôi không nói về nơi mà quý vị sẽ tới, nơi mà tôi sẽ đưa quý vị đến, nơi đó không phải là hành tinh, đó là cõi giới tâm linh và ở đó quý vị không mang thân thể vật chất nào nữa. Bất kể hình dáng nào, quý vị sẽ ngạc nhiên nếu viếng thăm một số hành tinh này. Họ có thể có những công nghệ rất tinh vi, siêu việt. Mọi thứ chúng ta có ở đây, dù là thứ tối tân nhất hiện nay, vẫn chỉ là rác rến thải ra từ những hành tinh khác. Lý do bằng chứng mà quý vị đến từ hành tinh cao đẳng hơn và có phẩm chất đời sống cao hơn, đó là quý vị ở đây. Bởi vì nếu không phải vì lý do đó, quý vị sẽ không bao giờ tới được nơi đây. Quý vị bị gửi tới đây, bị lưu đày tới đây bởi công nghệ cao đẳng và bởi loại canh mà quý vị uống trước khi tới đây. Họ ép quý vị phải uống. Quốc gia nào cũng biết loại canh mạnh bà, cháo lú này, nổi tiếng mà. Tất cả họ đều uống loại cháo lú đó, một số người còn nhớ. Một số người có lẽ uống bát canh cuối mà chỉ còn thừa lại một chút xíu, nên họ vẫn còn có một chút ý thức. Dầu sao, những hành tinh này hầu hết đều rất khắt khe, rất kỷ luật. Họ không thích bất cứ hoạt động cách mạng nào, không thích những tư tưởng mới. Họ không thích thiên tài, không thích lắm. Nếu quý vị không phối hợp với chính phủ, không tận tụy nhiệt tâm với thượng đế đó, vị thượng đế cai trị đó, thì quý vị gặp rắc rối. Có lẽ họ cảnh cáo quý vị vào lúc đó, hoặc có lẽ họ chỉ việc gửi quý vị xuống một nơi nào khác. Nơi nào khác mà không ở trên hành tinh của họ. Họ không thích bất cứ gì dấy lên ý tưởng muốn thay đổi hệ thống hoặc cướp ngôi, đại khái vậy, cũng gần giống như địa cầu chúng ta. Ngoại trừ có nhiều công nghệ hơn để kiểm soát và dân thường ở đó không thể làm gì khác. Ngoại trừ chấp nhận hoàn cảnh hay là đi nơi khác. Nhiều người trên địa cầu này đôi khi họ thức tỉnh hoặc đôi khi trong giấc mơ hay thể nghiệm, họ nhớ lại những gì họ đã làm trước đây, họ nhớ lại công nghệ đó. Nhưng cho dù họ có nhớ, những công nghệ ở đây cũng không bao giờ sánh được với hành tinh nguyên thủy nơi xuất thân của họ. Hành tinh nơi họ xuất thân cũng có chúng sinh vô hình và hữu hình. Chúng sinh vô hình có nhiều lực lượng hơn là chúng sinh hữu hình và có ưu thế hơn. Do đó, họ có quyền hành như là những công dân hạng nhất. Còn những chúng sinh với thân thể vật chất thì thông thường làm mấy việc tầm thường, loại công việc không quan trọng lắm trong xã hội.
và bất hạnh cho từng lớp thấp kém này tại những hành tinh đó. Nếu họ cố làm gì khác khiến cho chính phủ hoặc người cai trị ở đó bực tức, thì họ sẽ bị lưu đày, chẳng hạn địa cầu chúng ta. Trước đây, thậm chí chúng ta còn bị một số hệ thống hành tinh khác khống chế nhiều hơn. Họ có công nghệ cao siêu hơn, họ có lực lượng thôi miên cao hơn, nên họ khiến chúng ta quên hết mọi thứ và không có cách nào thoát ra khỏi địa cầu này, ngoại trừ có vị minh sư nào đó xuống đây dẫn quý vị ra bằng con đường bên trong, không phải bên ngoài. Nhưng bất cứ minh sư nào xuống đây cũng đều chịu đau khổ rất nhiều hoặc chết sớm như Chúa Giêsu. Ngay cả Đức Phật vào thời đó, Ngài cũng chịu đau khổ rất nhiều, bị phỉ báng, bị thương tích, nhiều khi bị bỏ đói, đủ loại phiền hà. Chỉ nêu ra vài điển hình thôi, bởi vì những vị này, những vị minh sư này, các ngài cố gắng hết lòng để giúp những ai thật sự khao khát trở về nhà, bởi vì họ không biết họ từ đâu tới đây. Thử thôi hỏi quý vị từ đâu tới? Quý vị biết mình từ đâu tới không? Có chắc không? Ông Darwin nói chúng ta tiến hóa từ loài khỉ. Không đúng, chúng ta chẳng giống khỉ chút nào hết, phải không? Có lẽ một số, nhưng một, hai, ba người thôi. Nhưng không thực sự là như vậy. Ngay cả những người này, có một số người có lẽ trông giống, tôi không biết, giống đười ươi hay giống khỉ, giống động vật linh trưởng, nhưng không phải là vì họ đến từ loài khỉ hoặc tiến hóa từ loài khỉ, chỉ là bởi vì họ được tạo ra trong hình dáng này. Ở địa cầu chúng ta, mình có nhiều công ty, chúng ta tạo ra máy vi tính, công ty máy vi tính. Nhưng ngày nay họ thậm chí còn cố tạo ra công ty nhân bản vô tính cừu. Chẳng bao lâu họ có thể nhân bản vô tính con người, không biết loại quỷ nhập tràng nào mà họ sẽ xảy ra nữa. Nhưng họ cố trở thành Thượng Đế, họ cố sáng cảm thấy mình như Thượng Đế, vì họ nhớ trên một số hành tinh khác trước đây, họ đã tự tạo ra thứ gì đó mà có thể hoạt động, chạy và nói chuyện như chúng ta, hoặc như thú vật mà mình thấy. Những công ty này, khi chúng ta vẫn còn ở hệ thống kết nối liên hà này, trước khi xảy ra chiến tranh thiên hà, thì chúng ta có hệ thống liên hành tinh và mình có thể đặt hàng giống như mình đặt mua máy vi tính từ hãng Microsoft hoặc Apple. Quý vị có thể đặt hàng trên mạng hoặc tới đó xem hàng hóa rồi bằng lòng hoặc không bằng lòng mua. Thế nên thời xưa nhiều hành tinh tương tự như địa cầu, trống không, khi hành tinh bắt đầu nguội dần, khi bất kỳ một sao chổi thiên hà nào hoặc cái gọi là khối khí tụ hợp lại với nhau, bắt đầu nguội dần và rồi rắn lại, trở thành địa cầu như vậy, lúc đó nó trống không, có lẽ một số vi khuẩn hoặc gì đó rất nhỏ, tôi không biết là gì. Nhưng lúc đó quá nóng và đầy khí, không có mặt đất cứng để đi hay làm gì hết. Và rồi có nhiều người hành tinh bắt đầu kiểm soát hành tinh mới đó. Ai cũng có thể tới đó trước để giữ chỗ, giống như chúng ta có vùng đất mới hoặc tương tự, mà mình nhận là của mình. Thậm chí ngày nay có người tự nhận quyền sở hữu mặt trăng và bán đất trên đó, mỗi lần bán một miếng đất. Người Hoa Kỳ đó, quý vị biết sao? Mình có thể mua mặt trăng, không phải mua toàn bộ quá mắc, nhưng mình có thể mua một miếng của mặt trăng. Tùy theo mua ở đâu thì giá sẽ bao nhiêu. Thật vậy, có một số tài tử điện ảnh cũng mua đất trên đó. Tôi cũng từng nghĩ đến việc mua đất trên đó, để lỡ khi tôi chán quý vị thì tôi chạy lên đó trốn. Nhưng thôi, để làm gì? Tôi không bận tâm, tôi thích địa cầu này, nơi đây tốt mà. Tới chỗ nào thì tôi thích chỗ đó, thật sự như vậy. Chứ tôi không muốn đi đâu hết, dù đó là hang động, thiên nhiên, với nước hiếm hoi, hoặc là tòa nhà đẹp đẽ, hay là bờ biển, hay trên núi,
thậm chí những nơi mà người ta không muốn ở như sa mạc. Có lần tôi từng sống ở sa mạc, tôi không bao giờ muốn rời đi nơi nào khác vì cảm thấy ở đó thoải mái. Tôi sống trong hang động. Rồi có vài người thường trú nói với tôi, sao sư phụ không sống trong căn nhà khác thoải mái hơn? Chúng con xây nhà đó cho sư phụ mà. Tôi nói, chỉ là quá quen với nơi đó rồi, lười dọn tới dọn lui lắm. Hang động thì không có nhiều thứ nhưng cũng vẫn phải dọn. Dọn nhà là một trong bốn việc căng thẳng, áp lực nhất. Quý vị biết điều đó chứ hả? Tôi không dọn khỏi hang động của tôi đâu. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện đười ươi, khỉ đột, kinh công. Nếu có ai trông giống một trong các bạn động vật linh trưởng thì không có nghĩa là cha mẹ họ tiến hóa từ đó hoặc có gì liên quan tới kinh công. Quý vị xem phim thì biết, không giống như vậy. Không phải như kinh công Yushan chăm sóc cho nàng, rồi có lẽ một vài kinh công con ra đời. Không phải như vậy, không đúng. Chúng ta không thể tiến hóa từ loài vật được bởi vì loài vật khác có cấu trúc khác. Linh hồn thì giống nhau, có thể chỉ khác hình dạng. Được, không sao. Chúng ta không phải tiến hóa từ loài vật vì chúng ta đã là con người rồi. Chúng ta được tạo ra trong hình dáng con người, cho nên DNA của mình vẫn là con người. Và nếu chúng ta truyền sang thế hệ sau thì cũng là đó. Đó là DNA của loài người, hiểu chưa, hiểu không? Ok, lý do anh chàng hay cô nàng đó trông giống một trong các động vật linh trưởng là vì họ đến từ cùng một công ty chế tạo người và khỉ. Mấy khỉ đột kinh công này cùng một lúc, cùng công ty, cùng một người sáng tạo, anh ta thích cái đó, nên anh ta tạo ra khỉ đột và người, đôi lúc trông tương tự. Nên nếu khi chúng ta nhìn khỉ và nhìn mình rồi nghĩ à trông giống nhau, không phải ta đến từ đó. Và nhiều người, đa số 99% quý vị và mọi người ngoài kia cùng với thú vật đều được vận chuyển bằng phi thuyền từ nơi nào đó tới địa cầu, khi địa cầu vẫn còn trong giai đoạn nguyên thủy của mô hình sáng tạo. Và đầu tiên họ có khủng long, những thứ như thế, và họ cảm thấy không thích lắm nên họ tạo lũ lụt hay rắc rối để khủng long bị diệt chủng. Rồi những người cai trị địa cầu hoặc những cư dân lúc đó vô hình, có thể bay, có thần thông, có thể làm được nhiều thứ, nhưng cảm thấy cô đơn, họ cần có gì đó khác, họ không cần khủng long nữa, nên họ đặt mua một số thứ khác. Cho nên tùy vào các nghệ nhân tạo ra đó, và rồi họ đi xem họ có thích hay không, rồi họ thích. Nhiều hành tinh thích chúng ta, thích hình dáng như vậy, rất hợp thời trang. Quý vị sẽ ngạc nhiên, bởi vì nhiều hành tinh không có con người như chúng ta, họ cũng có chúng sinh vật chất, có lẽ cũng biết đi, nói chuyện hoặc làm giống như chúng ta. Nhiều hành tinh cũng giống như chúng ta, nhưng trước khi con người được tạo ra, họ không giống như vậy, họ trông khác. Có lẽ, tôi không biết giải thích làm sao, có lẽ quý vị có thể xem phim của Lucas, Chiến tranh các hành tinh, mình nói sao ha, tôi quên rồi. Chiến tranh giữa các vì sao, Star Wars, gì đó, trông tương tự, thật vậy. Cho nên con người chúng ta là sáng tạo đẹp đẽ nhất, thật sự như vậy. Ồ, tôi đã từng thấy họ, họ không đẹp như thế. Theo ý kiến của tôi, dĩ nhiên đẹp xấu là tùy vào quan điểm của mỗi người, chắc chắn vậy. Nhưng theo quan điểm của tôi, con người vẫn là đẹp nhất trong số tất cả những chúng sinh vật chất, là chúng sinh hoàn chỉnh nhất, với hệ thần kinh tinh vi, có trí thông minh, với năng lực sáng tạo, thậm chí có cả thần thông nữa. Cho nên quý vị biết, một số người vẫn có thần thông, thật sự là như vậy, bởi vì họ tới từ những hành tinh có thần thông và luôn luôn dùng thần thông cho bất cứ gì. Rồi một số họ ở đây và bằng cách nào đó khả năng của họ được đánh thức bên trong họ bởi vài hoàn cảnh đặc biệt, hoặc họ đi học với mấy lão trưởng
đã biết thần thông rồi, có dòng dõi và trong họ vốn có sẵn rồi được đánh thức dậy. Tất cả quý vị thật sự cũng có, ít nhiều, cũng có một số thần thông. Nhưng quý vị đã bị khóa chặt, đã bị xóa bỏ tất cả những ký ức về mình là ai, từ đâu tới, và mình có thể làm những gì, tất cả đều biến mất hết. Đó là tại sao vào lúc tâm ấn tôi dặn dò quý vị, có thần thông thì đừng sử dụng, nếu được đánh thức cũng đừng nên dùng, bởi vì quý vị có thể bị lôi cuốn trở lại hành tinh của mình mà không phải hành tinh khai ngộ. Những hành tinh khai ngộ, họ không cần sử dụng thần thông, mọi thứ đều tự nhiên. Như Chúa Giêsu có người chạm vào vạt áo Ngài, rồi họ được lành bệnh một căn bệnh rất hiểm nghèo, và họ ca ngợi, cảm tạ Chúa. Chúa nói, đức tin của ngươi chữa lành cho ngươi, hoặc Thượng Đế qua ta chữa lành cho ngươi, Ngài không dùng thần thông. Nên bất cứ gì mà quý vị nhận được từ tôi, trước hoặc sau khi tâm ấn hoặc trong lúc tâm ấn là vì tất cả đều đến tự nhiên mà thôi, họ không cần phải niệm chú nào hết, hay là bắt ấn nào, hoặc cố tình làm bất cứ điều gì để chữa lành hay giúp cho người này người nọ. Nếu quý vị sử dụng thần thông thì rắc rối lắm, giới hạn lắm, hạn chế lắm. Quý vị chỉ dùng nó được cho vài người, tối đa có lẽ 10 người, nhưng không thể dùng nó cho bất cứ ai, bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và một cách tự động được, tự động thì thậm chí xảy ra không tới một phần tỷ giây. Nhưng với thần thông thì lâu hơn, và mình phải luyện tập một thời gian rất lâu mới nhớ câu chú này để làm tư thế này, đủ thứ điều. Qua không biết bao nhiêu năm mới thành thục được, ngoại trừ một số người có khả năng thần thông tự nhiên, bởi vì họ nhớ lại bản chất của họ trước đây. Trước khi họ xuống địa cầu này, có lẽ họ cũng mới từ các hành tinh khác tới, mới bị lưu đày, bị gửi xuống và không thể quay về. Bất cứ ai gửi xuống địa cầu này là vĩnh viễn tàn đời. Ở lại đây, làm gì thì làm, ráng không gây rắc rối, vì nếu gây rắc rối thì mình sẽ gặp nhiều rắc rối hơn. Quý vị sẽ không bao giờ có thể trở lại hành tinh của mình, bởi vì họ đã loại bỏ quý vị rồi. Vấn đề là vậy. Đó là vì sao quý vị không thể trở lại, ngoại trừ có vị minh sư từ cảnh giới cao hơn hạ phàm, biết cách, biết bí quyết và có đủ lực lượng để thực hiện. Bởi vì địa cầu này bị khóa chặt với cái này, đủ loại lực lượng của công nghệ văn minh, có vẻ như thần thông, nhưng không phải. Địa cầu này, cái này chúng ta gọi là ma vương hay lực lượng ma quỷ, thật ra cũng không phải lực lượng ma quỷ, họ chỉ dùng công nghệ thôi. Họ chỉ có lực lượng của đầu óc, lực lượng khống chế. Họ học được, quý vị cũng có thể học được, nhiều người có thể dạy quý vị thôi miên hoặc là đi trên đống than hồng mà không bị phỏng. Quý vị biết mà, phải không? Nhiều người cũng có thể dạy quý vị làm sao hô phong hoán vũ khi trời không mưa, hoặc có thể tạo sắc rối, đại khái vậy. Nhiều khi động đất hoặc bão tố xuất hiện không đúng mùa, hay là tự dưng xảy ra không biết từ đâu, bởi vì một số người gây hỗn loạn, gây sự hủy hoại trên địa cầu cho vui thôi, hoặc vì lý do nào đó, hoặc có lẽ tranh đua, hoặc chỉ để làm hại ai đó. Và những người ngoài cuộc cũng bị rắc rối và bị hại bởi nó. Dầu gì đi nữa, tôi khuyên quý vị không nên học bất cứ loại thần thông nào, ngay cả bạch thần thông. Bạch thần thông nghĩa là nếu nó có, quý vị không thể dùng, rất khó kiềm chế. Ngay cả bạch thần thông cũng xen vào tự nhiên, xen vào sự tuần hoàn tự nhiên, rồi sẽ bị phản ứng ngược. Và lúc này đôi khi các hành tinh khác họ gửi những chấn động xấu tới địa cầu hoặc tới các hành tinh khác chỉ để gây rắc rối vì lý do nào đó. Hoặc đôi lúc họ muốn chiếm lấy một số thân thể con người để sống trong đó. Vì vậy, có một số người trông giống như bị ma nhập hay gì đó, có trường hợp là như vậy. Và họ điều khiển đầu óc con người, đôi khi họ khiến mấy người đó làm những chuyện kinh khủng.
Khi những người này tỉnh dậy hoặc thức tỉnh, họ thậm chí không nhớ họ đã làm gì hết. Thật sự là như vậy đó. À, tại sao tôi lại nói quá nhiều về điều mà quý vị không muốn nghe phải không? Có muốn nghe tiếp không? Dạ muốn. Được. Bây giờ cho dù muốn về nhà, cho dù nhớ lại điều gì đó và quý vị muốn trở về nhà cũng không thể được. Ngay cả khi quý vị ra khỏi thân thể, một số cá nhân có công nghệ cao đẳng sẽ bắt mình lại, bắt tinh hoa của mình, linh hồn rồi bỏ quý vị vào một thân thể khác và làm quý vị quên lần nữa. Lực lượng thần thông thuộc về loại kiểm soát đầu óc này chỉ kéo dài khoảng 100 năm thôi. Do đó họ cũng không cho quý vị sống lâu. Nếu sống lâu cũng sẽ có gì đó xảy ra khiến quý vị chết nhanh. Có một số người đặc biệt có thể sống lâu hơn, cũng đúng, nhưng không có nghĩa là họ được giải thoát khỏi hành tinh vật chất này. Nhân tiện nói, ở địa cầu mình cũng có chúng sinh vô hình. Quý vị biết điều đó chứ, phải không? Chúng ta gọi là ma hay vong hồn. Nhiều người thấy họ cũng giống như trên các hành tinh khác. Có chúng sinh vô hình và hữu hình, nhưng không phải tất cả hành tinh đều trông giống như chúng ta. Khi họ xuống đây, có lẽ họ dùng thần thông một thời gian để biến họ trông giống như chúng ta hay là giống một cô gái đẹp trong một thời gian. Nhưng họ không thể giữ mãi như thế bởi vì nó là ảo, hoặc họ có thể đẩy linh hồn của ai đó ra rồi chiếm lấy thân thể, rồi gây rắc rối hay làm gì đó, đôi khi gây rắc rối, đôi khi không. Ý tôi nói là chiếm lấy một thân thể của người sống chứ không phải người chết. Nếu một người đã chết rồi thì không quan trọng nữa, không ai sở hữu thân thể đó. Thân thể trở thành vô dụng rồi. Có lẽ nếu muốn dùng cho một vài mục đích tốt thì cũng được đi, nhưng mà nhiều khi họ cứ đẩy người ta ra bởi vì họ có lực lượng. Do đó mà chúng ta có chiến tranh và chịu nhiều đau khổ, có nhiều rắc rối, và chúng ta có chính phủ xấu, chính phủ rất thích kiểm soát, chẳng hạn vậy. Đó là điều tôi không thích, bởi vì người ta đau khổ. Con người đau khổ đủ rồi vì họ phải sống trong thân thể này và không bao giờ có thể bỏ nó được. Ý tôi là nếu họ chết, họ sẽ có thân thể khác và họ thậm chí không nhớ đời sống mà họ vừa trải qua. Chứ đừng nói chi tới đời sống cách đây hàng ngàn năm, hàng ngàn hay hàng triệu năm ánh sáng, bởi vì họ đã bị đầu độc. Đầu óc họ đã bị khống chế cho quên đi, vì nếu họ nhớ thì họ sẽ trở lại trả thù. Tôi không nghĩ là họ sẽ không thành công, bởi vì hệ thống kiểm soát của chính phủ quá chặt chẽ hơn bất cứ hành tinh nào trên địa cầu này. Nếu quý vị nghĩ bất cứ chính phủ nào trên địa cầu này là rất cuồng tín hoặc kiểm soát gắt gao, thì cũng không nhầm nhờ gì với sự kiểm soát của một số hành tinh khác. Họ không thể khoan dung dù chỉ một ly khác biệt của kiểu cách nổi loạn hay là một số sáng tạo mà họ cho là không thích hợp, rồi họ sẽ lưu đày người đó hoặc nhóm đó tới đây vĩnh viễn, hay là tới một hành tinh tương tự khác, nhưng ở đây thì dễ thở hơn. Nhiều hành tinh khác, họ có một số công nghệ cao đẳng rồi, họ kiểm soát biên giới của họ, họ không để bất cứ ai lọt vào giống như địa cầu này. Trước đây, lâu lắm, có lẽ hàng ngàn năm trước họ đặt loại này, cứ nói là hệ thống radar đi, bởi vì tôi không biết giải thích điều này ra sao. Đó là loại biên giới bao quanh địa cầu và chỉ có người mà họ muốn ở đây thì mới được ở đây. Ngay cả những nhân viên làm việc cho họ này nọ bằng không, không ai có thể ra vô. Nhưng bây giờ loại hệ thống này, loại mà chúng ta gọi là ma dương hay là hệ thống ma quỷ, những kiểm soát viên ma quỷ hầu hết đã bị đuổi ra khỏi hành tinh khác, có công nghệ cao đẳng hơn. Nhưng dù sao, hệ thống của họ, hệ thống kiểm soát, radar mà họ đặt đó, chất lượng tối ưu, công nghệ siêu sao đến nỗi không có một hành tinh nào khác có thể phá vỡ được. Do đó, tất cả chúng ta bị giam ở đây, cả tôi lẫn quý vị. Ngoại trừ đôi khi chúng ta có thể đi ra vô bằng linh hồn, và đó là điều quan trọng. Đó là lý do rất nhiều minh sư khi xuống địa cầu này, họ thường không công khai dạy học trò.
Ngoại trừ họ muốn chết nhanh chóng hoặc chết yểu, đa số họ chết sớm, chết mau chóng hoặc chết trong kinh hoàng. Thậm chí ở Ấn Độ, một số vị minh sư, đạo Sikh đã từng bị hành hạ cho tới chết và họ mất hết mọi thứ họ có, kể cả mạng sống của họ. Một cách kinh hoàng, rất nhiều minh sư như vậy đó. Họ biết họ phải yên lặng bởi vì ngay cả minh sư vĩ đại nhất, có lực lượng cao cường nhất xuống trần thì ngài vẫn có một mình mà thôi, không thể mang theo quá nhiều người xuống đây để giúp ngài. Hơn nữa, dù mang bất cứ ai xuống đây họ cũng sẽ quên. Họ sẽ quên đi những gì lẽ ra họ phải làm, kể cả chính vị minh sư. Lúc ban đầu cũng vậy, rồi cũng rất khó khăn cho vị minh sư đó thức tỉnh. Nên quý vị thấy đó, đa số minh sư đều phải hai mươi mấy hoặc ba mươi mấy tuổi mới thức tỉnh. Không phải họ sinh ra đời là lập tức ngồi đó dạy dỗ mọi người. Có thấy vị nào giống vậy không? Cho dù họ có làm được vậy, có lẽ chính phủ sẽ tới bắt minh sư đó đi, đặt vào phòng thí nghiệm nào đó để khảo sát, xét nghiệm, để xem cái gì xảy ra cho đứa bé này. Cái gì đã xảy ra, đứa trẻ này thuộc loại gì, chắc hẳn là ma quỷ đầu thai. Và đứa bé đó cũng không thể sống lâu được, cái này tôi bảo đảm quý vị. Cho nên hầu hết các vị minh sư giảng dạy rất âm thầm, cho một số lượng nhỏ đệ tử thôi, ngay cả thời Đức Phật. Ngài đã giảng dạy công khai rồi, vậy mà đệ tử của Ngài cũng chỉ có khoảng hàng ngàn, hàng chục ngàn là tối đa. Có lẽ thời đó hệ thống giao thông, hệ thống liên lạc cũng không tốt như bây giờ. Mà điều đó đóng vai trò quan trọng. Nhưng ngày nay, thậm chí nhiều vị minh sư họ không đi xa lắm, họ không công khai nhiều lắm. Nếu có ai công khai và nếu Ngài là minh sư chân chính, nếu Ngài dạy giải thoát thật sự, nếu Ngài thật sự cứu độ linh hồn thì đời sống của Ngài quả là địa ngục. Bất cứ vị chân sơ nào cũng có đời sống như địa ngục, cho dù không chết nhưng chết đi sống lại, nhiều khi đau bệnh hay gì đó, như 90% gần như là chết rồi, nhưng sống lại không dễ dàng đâu bởi vì địa cầu này đã bị loại lực lượng kiểm soát, lực lượng khống chế, lực lượng cực đoan, loại hệ thống độc tài. Và chúng ta bị họ chuyển xuống đây, ít nhiều gì chúng ta cũng thuộc về họ, vẫn dưới sự kiểm soát của họ. Và vào lúc này, một số hội nghị liên hành tinh đang diễn ra thường xuyên để nghĩ làm cách gì đó để phát minh, cố hết sức để phát minh ra thứ gì đó để phá loại bùa chú này vì chúng ta không biết công nghệ. Nên nghĩ rằng đó là bùa chú, là lời nguyền rủa hoặc là một loại thần thông, không phải thực ra chỉ là công nghệ cao đẳng. Cho nên tôi không sợ họ, bất cứ gì họ làm cũng chỉ là công nghệ siêu đẳng mà thôi. Có gì to tát đâu, tôi cũng biết máy vi tính, thậm chí không biết di chuyển con chuột, nhưng tôi không sợ công nghệ máy vi tính, hiểu không? Họ có cái của họ, tôi có cái của tôi không cần máy vi tính. Tôi có người có thể làm việc trên máy vi tính cho tôi nếu cần. Tôi hiếm khi cần cái gì, tôi không liên lạc với ai hết, khó mà có thời gian rảnh và bây giờ tôi cũng không có điện thoại nữa, hay quá, tự do, khỏi mấy thứ công nghệ. Tôi không có ai quanh tôi, thật sự như vậy đó. Nếu có ai quanh tôi thì họ gây rắc rối nhiều hơn là giúp đỡ. Nên tôi phải tự làm việc một mình. Đôi khi tôi ước gì tôi có một người ít nhất ở gần bên vì một vài thuận tiện như lái xe mau chóng và vân vân, để tôi không phải gọi xe taxi, không phải đợi ngoài trời mưa để đợi xe hơi hoặc xe taxi. Nhưng tôi không thể có được. Cho tới nay tôi không tìm được ai mà có thể làm việc phù hợp với tôi, bởi vì họ nhận quá nhiều hệ thống làm xáo trộn tinh thần này từ lực lượng kiểm soát khác và họ cảm thấy hoang mang quanh đây. Nhiều người tới từ những hành tinh cao đẳng hơn, hầu hết đa số chúng ta đến từ những hành tinh cao đẳng hơn, công nghệ cao hơn không có nghĩa là tâm linh cao đẳng hơn. Cái đó khác, do đó một người có thể phát minh công nghệ siêu việt hay là siêu máy vi tính, không có nghĩa là họ khai ngộ về tâm linh. Quý vị biết chắc chắn vậy đó, cho nên cũng giống vậy. Loại lực lượng này chỉ cần biết cách sử dụng.
Họ chỉ có công nghệ kêu siêu đẳng thôi, nhưng họ sử dụng cho những loại mục đích xấu, nhằm khống chế một số cư dân trên địa cầu, cũng như những ai bị lưu đày ở đây. Đây là ý đồ xấu, hành vi xấu xa, rất man rợ, rất là không dân chủ và tôi không thích điều đó. Sau khi thấy quá nhiều điều như vậy, tôi thực sự không thích, cho nên tôi quyết định cho quý vị tâm ấn trở lại. Do đó quý vị may mắn nên cảm ơn Thượng Đế. Vả lại trước đây chúng ta không có muỗi và trước đây thú vật. Chúng không cần phải ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn hay là sinh sản. Sau này kẻ sáng tạo ra chúng muốn theo cách đó để họ không phải chăm lo cho chúng. Chúng chỉ biết làm vậy, tự lo lấy thân. Họ không phải tạo ra bất cứ gì cho chúng ăn nữa. Nên chúng ta chỉ còn biết ăn thịt lẫn nhau, rồi con nào mạnh nhất thì sinh tồn, chẳng hạn vậy, quả là hệ thống kinh hoàng. Tôi ghét điều này, tôi không thích như vậy. Rồi họ làm con người điên lên vì bực dọc, bởi vì con người, loài người này, họ tới từ một xã hội cao hơn. Họ là những người tự do suy nghĩ, có một số khoa học gia, nhà phát minh, công nghệ cao, những người chữa bệnh, kỹ sư tại quê nhà của họ, rồi bởi vì họ gây ra một số lỗi lầm nên bị lưu đày xuống đây và quên hết tất cả. Quên tất cả những tài năng mà họ có, quên tất cả sự tự do mà họ có và quên cả vinh quang mà họ trước đây xuống khi xuống đây. Nhưng bằng cách nào đó, ở một góc sâu thẳm nào đó trong tâm trí, họ cảm thấy có gì đó không đúng về chính họ trong môi trường này, trong hoàn cảnh của họ, nên họ cảm thấy rất khó chịu. Đó là lý do không ai vui sướng trên địa cầu này. Rồi họ cãi cọ nhau, nói xấu sau lưng, gây chiến tranh, trộm cướp, nói dối, tranh đua tới mức giết nhau hoặc hãm hại lẫn nhau, bởi vì tất cả những bực dọc ở bên trong này không có giải đáp cho câu trả lời của họ. Ta từ đâu tới đây? Ta đang làm gì ở đây? Tại sao ta lại ở đây? Vân vân và vân vân. Cho nên bất cứ khi nào quý vị cảm thấy bực dọc thì nên biết rằng ký ức của mình có một chút thức tỉnh, hãy ráng trấn tĩnh lại. Nếu cảm thấy bực dọc, cô đơn, bất an thì cứ đi thiền, đi tắm nếu cần, rồi thiền, nghe nhạc êm dịu. Hoặc nghe tôi nói chuyện, chọn băng nói chuyện nhẹ nhàng và khen ngợi chứ không phải băng la mắng. Hoặc bảo quý vị phải làm cái này, cái nọ, không phải lúc. Khi phiền muộn thì cứ nghe nhạc trữ tình của tôi hoặc nghe câu chuyện như ngày hôm nay chẳng hạn. Tôi nói quý vị tốt ra sao, đã từng vinh quang như thế nào và quý vị chỉ là nạn nhân của một hệ thống độc ác. Vì vậy mà tôi giận lắm, tôi tức họ. Càng tức giận họ bao nhiêu, tôi càng thương con người bấy nhiêu. Ý tôi là tất cả chúng sinh trên địa cầu này. Nên tôi quyết định được cho dù có một vài người, một số trong quý vị rất là tệ, là trứng xấu. Tôi vẫn tiếp tục cho người mới thọ tâm ấn với hy vọng rằng họ thực sự tự mình thức tỉnh và giải thoát cho chính họ mãi mãi, vĩnh viễn và vĩnh viễn. Rồi họ có thể đi tới bất cứ hành tinh nào mà họ muốn. Họ có thể đầu thai trở lại trong thân người. Nhưng họ không bị ép buộc phải làm trái ý của họ và rồi bị giam hãm mãi mãi trong địa cầu kinh hoàng này. Từ bên ngoài thì trông thấy đẹp, nhưng dưới lòng đất địa cầu chúng ta đầy lửa, sôi sùng sục. Không chỉ sôi thôi mà còn sôi cực độ gần như sức nóng của mặt trời. Địa cầu khởi thủy là khối khí sôi sùng sục, bên ngoài thì nguội hơn, có lẽ bên trong một số lớp vỏ, và bên ngoài thì nguội hơn, nhưng rất nhiều lửa cháy vẫn còn trong đó, nên chúng ta có nhiều thứ như động đất, núi lửa, rồi do đó ảnh hưởng tới nước, rồi tới đại dương, đủ thứ. Không chỉ vậy, một số người địa cầu nhớ lại thói quen phát minh, kiến thức về sự hủy diệt của họ, rồi chế tạo ra một số bom, rồi thử ở đây, phóng tên lửa đầu đạn ở kia, nào là bom H ở đây và bất cứ bom gì tiếp theo đó, làm nhiễu loạn bầu không khí, hủy hoại tầng ozone. Tuy không hại hoàn toàn, nhưng làm tổn thương đến vùng đai bảo vệ địa cầu của chúng ta và thay đổi hệ sinh thái, phá hủy nhiều thứ, từ từ hoặc nhanh chóng, một số không thể thay đổi được.
rất nhiều loài sinh vật tuyệt chủng, những loài xinh đẹp bị tuyệt chủng và không ai có thể thay thế chúng ta được. Ngay cả bây giờ, mình thậm chí không thể đặt hàng từ công ty cũ được nữa, công ty cũ không còn nữa, giống như một số công ty đã bị phá sản. Một số công ty không kiếm đủ lợi nhuận nên họ đóng cửa, giống như trên địa cầu mình. Không giống như mình nghĩ, thôi không sao, có lẽ một ngày nào đó, có thể chúng ta có thần thông, mình có thể sáng tạo cái đó. Quý vị hẳn là có óc sáng tạo, lực lượng sáng tạo. Nhiều khi quý vị có thể sáng tạo một, hai con người, hoặc một, hai con chim nếu có mẫu gốc. Hoặc quý vị nhớ lại mình đã làm gì trước đây nhưng không thể sáng tạo toàn thể chủng loại như vậy. Mức độ đa dạng của chủng loại đang giảm sút dần, trong đó có nhiều loài rất hữu ích cho đời sống chúng ta. Chúng làm đẹp cho địa cầu này trong nhiều phương diện. Họ đã kiểm chế địa cầu này hàng trăm ngàn năm. Trước đó có những hệ thống khác nhau vào lúc đó và hệ thống cuối cùng hầu hết không còn nữa. Có điều quá nhiều máy móc vẫn còn quanh đây và không ai có thể phá hủy được nó để trả tự do cho địa cầu chúng ta. Và không ai có thể ngừng loại thuốc độc mà linh hồn bị cho uống sau khi rời khỏi thân thể này. Chưa ai có thể làm được ngoại trừ con đường của Phật, con đường của Chúa Giêsu trực tiếp hiệu lực. Trực tiếp thức tỉnh từ bên trong, bên ngoài. Chúng ta không làm gì được nhiều, bên trong chúng ta có thể bởi vì mình là linh hồn. Và linh hồn có lối ngõ để kết nối với nhau, thậm chí đơn giản giống như tivi. Quý vị có thể xem truyền hình từ hàng ngàn dặm xa, từ bên kia đại dương vượt trên những ngọn núi. Cho nên làm sao nói linh hồn không thể giao tiếp? Đó là nói giỡn chơi. Đúng là giỡn chơi khi nói rằng linh hồn không thể câu thông với linh hồn khác, nhưng chúng ta đã bị chặn rồi. Có một lối ngõ ở đây, quý vị có thể về nhà từ đó. Khi được mở ra rồi thì quý vị tự do. Một khi được mở ra thì quý vị tự do vậy thôi. Nhưng quý vị phải tiếp tục tiến bước về nhà, lái xe, đi bộ, bay, bằng bất cứ gì về nhà vậy thôi. Sau khi tâm ấn, quý vị tự do. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho quý vị. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể hứa với quý vị. Hãy cư xử đúng đắn, hãy làm người tốt. Từ giờ trở đi, ai ở gần tôi phải cống hiến vô điều kiện, được chứ? Bằng không, thật sự là quý vị càng giúp thì tôi càng bận rộn. Nếu muốn giúp sư phụ, quý vị phải suy nghĩ kỹ xem tâm mình có ganh tị hoặc đố kỵ hay không. Quý vị cãi cọ, tranh luận với nhau hoặc với tôi chỉ để tìm lý lẽ biện hộ. Nếu quý vị không làm việc đàng hoàng thì chỉ cần xin lỗi là đủ rồi. Chỉ nói, xin lỗi, con sẽ sửa sai. Và rồi phải tự sửa ngay lập tức, không cần phải nói quá nhiều hoặc biện quá nhiều lý lẽ, hiểu không? Nếu quý vị ở với tôi nhưng ít khi được gặp tôi hoặc được tôi sờ đầu hay nghe tôi nói những lời dịu ngọt thì trong tâm quý vị cảm thấy như mình hết thời. Quý vị cảm thấy mình không có đủ và cứ muốn có được tất cả những thứ đó khi ở với tôi. Khi không thể có được vì tôi rất bận rộn thì quý vị dở chứng, quý vị cố tình làm điều này, điều nọ để tôi được gặp quý vị. Đừng, ở nhà cũng vậy, hiểu không? Càng muốn người khác để ý tới mình thì càng làm cho người khác thấy bực mình. Ở nhà, để tôi nói cho nghe. Nếu quý vị có một ông chồng hay một bà vợ ở nhà thì đừng có xử sự như vậy nhé. Đừng có suốt ngày hành động chỉ vì mình, quý vị làm việc này, việc nọ chỉ để được điều này, điều kia. Chúng ta là người tu hành phải hành động vô điều kiện. Nếu người ta thương mình thì tốt, không thương cũng tốt. Sớm muộn gì cũng chết. Người ta có thương mình hay không thì cũng không quan trọng. Quý vị có thể mang người đó theo lên thiên đàng được không? Chỉ khi nào quý vị tu hành giỏi thì mới có thể mang người đó. Nếu quý vị không tu hành giỏi, chẳng bao lâu một trong hai người sẽ lên thiên đàng, còn người kia đi địa ngục. Hai người cách nhau xa lắm, cho nên ở thế giới này, dù quý vị đòi hỏi ông ta thương mình mãnh liệt tới cỡ nào đi nữa cũng vô ích, biết không?
Quý vị chỉ lãng phí thời gian quý báu thay vì lo tu hành cho cả hai. Càng làm phiền ông chồng, ông ta càng tìm cách chạy xa. Đã có nhiều trường hợp như vậy rồi, rồi họ đổ thừa tôi. Nói tại giáo lý của tôi mà ông chồng họ bỏ đi, điều đó không đúng. Nếu giáo lý của tôi thực sự làm ông chồng quý vị bỏ đi, thì tôi phải có thêm nhiều đồng tu nam chứ. Hiểu ý tôi không? Nhưng không có. Tôi yêu cầu quý vị chăm sóc gia đình mình, chăm sóc họ chu đáo, thậm chí còn hơn trước nữa. Ở sở làm, quý vị phải siêng năng hơn, chu đáo hơn. Tôi không dạy quý vị bỏ bê người nào hết, hiểu không? Nhưng nếu lúc nào quý vị cũng ổng a, ổng ẹo làm phiền người khác và đòi họ phải chú ý tới mình, thì không ai thích như thế hết. Có thể lúc đầu thì không sao, nhưng về lâu về dài, người ta sẽ chán quý vị đúng không? Đừng nói chi sư phụ. Ngay cả thức ăn ngon, nếu ăn nhiều quá mình cũng chán, phải vậy không? Làm sao mình có thể ép người khác phải nuốt những món dở đó suốt ngày? Tương tự, loại tính tình như thế cũng giống như ép người khác ăn thức ăn dở vậy đó, hiểu không? Chúng con nghe nói rằng mở đài truyền hình Vô Thượng Sư thì toàn cộng đồng sẽ nhận được gia trì, thưa có phải vậy không? Phải, họ sẽ nhận được gia trì. Vậy thì chúng con có nên cố gắng mở đài trong mỗi cộng đồng không? Dĩ nhiên nếu được, càng nhiều càng tốt. Có một người chưa phải đồng tu viết cho chúng ta nói rằng kể từ khi anh ta bắt đầu mở đài truyền hình Vô Thượng Sư 24 tiếng mỗi ngày ở nhà, gia đình anh yên bình, mọi người đều yên bình và bầu không khí rất tốt. Quý vị làm được gì thì làm, dĩ nhiên chúng ta nên chia sẻ tin vui và tin vui chắc chắn mang lại nhiều từ trường tốt. Từ trường tốt sẽ khiến mọi người vui vẻ, chẳng hạn khi quý vị đi dự hôn lễ. Mặc dù không phải hôn lễ của quý vị, nhưng khi thấy mọi người vui vẻ mình cũng cảm thấy vui, đúng không? Thậm chí chuyện thể dục như vậy cũng có thể làm cho quý vị vui, nói chi đến điều tâm linh. Khi con đang xem truyền hình Vô Thượng Sư trên máy tính, con thấy ánh sáng. Con thấy rất nhiều ánh sáng tỏa ra, ánh sáng từ đài truyền hình hả? Có ánh sáng quanh màn hình của máy vi tính. Nó biến mất sau khi con kể cho người khác nghe. Không sao, miễn là quý vị biết có ánh sáng ở đó là được rồi. Tôi rất vui khi quý vị ở Đài Loan. Và tôi vui khi tôi ở Đài Loan. Có thể Ấn Độ là một nước khác để chúng ta tới tụ họp như thế này. Về mặt tâm linh, Đài Loan thật sự rất khoan dung. Ở đây có rất nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng. Chúng ta có Khổng giáo, chúng ta có Lão giáo, nhất là Nhất Quán Đạo. Chúng ta có Phật giáo, Hồi giáo, chúng ta có Thiên Chúa giáo. Chúng ta có cả đạo thờ thổ địa. Thổ địa có nghĩa là vị thần địa phương, vị thần của một vùng đất đặc biệt. Thí dụ Tây Hồ, một khu vực nhỏ như vậy, nhưng chúng ta có một vị thổ địa, nghĩa là thần địa phương chăm nom vùng này. Một chúng sinh địa phương có đủ công đức để cai quản vùng này. Bổn phận của ông là bảo vệ người tối đa và đuổi bất cứ ai xấu đi nếu được. Nếu không thì ông sẽ báo lên vị thần ở thiên đàng hoặc vị nào ở đẳng cấp cao hơn ông để lo việc đó, bảo vệ con người, bảo vệ đất đai, giữ thanh sạch và phù hợp tâm linh. Cho nên, dù người dân ở ngoài đặt bàn thờ nhỏ ở đâu đó, trên đường với một cái tượng nhỏ thì quý vị không được cười chê nhé. Nếu họ kính trọng vị thần ở đó và thắp hương hay làm gì đó thì quý vị đừng cười và nói: "Sư phụ tôi nói Pháp Quán Âm là tốt nhất, ông này chẳng là gì." Quý vị đừng tin ông, quý vị nên quên ổng đi. Quý vị dở quá, quý vị ngốc quá. Đừng làm như vậy, người ta tin vào đó. Tôi cũng rất tôn trọng ông vì ông tôn trọng tôi không coi thường ông, tôi không coi thường tín ngưỡng của người khác, bởi vì thực sự có thần thổ địa. Ông không mong quý vị thờ phụng ông hay làm gì, nhưng quý vị cũng nên cảm ơn ông, tôn trọng ông. Không phải là xin ông che chở hoặc ban ân điển cho bất cứ gì, nhưng người khác họ tin tưởng thì họ cầu xin được bảo hộ, hay họ cầu xin ông giải quyết vấn đề cho họ. Đôi khi, vấn đề nằm trong khả năng của ông giúp, rồi đương nhiên thì họ nhận thấy được.
giải quyết mà chỉ tốn mấy trái táo, vài nén hương thì họ mang tới và mang thêm táo hay nhang cho vị thần địa phương, cho đất đai, thần thổ địa hoặc có khi là thần cây, đủ loại thần họ có thật. Họ là chúng sinh vô hình có mặt ở mọi hành tinh đang hiện hữu. Thật sự họ hiện hữu ngay cả ở tầng cao hơn. Tôi không nói cảnh giới cao hơn, cảnh giới cao nhất như cảnh giới thứ năm, ý là những cảnh giới thấp hơn họ có ở đó. Như ở những hành tinh khác, có người hay chúng sinh hữu hình có lẽ trông không giống người mình, nhưng họ là chúng sinh hữu hình. Và cũng có chúng sinh vô hình đẳng cấp cao hơn, thí dụ vậy. Ở đây trên địa cầu này, chúng ta thuộc về vật chất, mình giống chúng sinh hữu hình, nên có chúng sinh mình không thấy, nhưng biết rằng họ hiện hữu hoặc cảm thấy sự gia trì hoặc bảo vệ, nên ta sợ họ hoặc tôn kính họ. Rồi ta nghĩ nếu mình cầu họ, tôn kính họ thì họ sẽ mang tới nhiều điều may mắn hơn. Ý tôi nói là sự thông thường của những người không có ai để họ tin cậy hoặc nương tựa. Đừng cười họ nhé, hiểu không? Dĩ nhiên, khi ở trung học, quý vị nghĩ lớp mẫu giáo thật là buồn chán, thật là trẻ con, thật vô ích. Nhưng quý vị cũng học qua lớp đó, quý vị cần học lớp đó và các trẻ em khác vẫn còn cần. Cho nên hãy nhớ, thầy cô dạy lớp mẫu giáo cũng giỏi như thầy cô dạy trung học, cũng giỏi như thầy giáo sư đại học. Họ làm công việc của họ và họ giúp đỡ bằng những cách khác nhau. Tôi bảo quý vị đừng tôn sùng những vị ấy, những vị thần đó và đừng cầu xin họ che chở hay giúp đỡ, bởi vì quý vị bây giờ ở mức nhận thức cao hơn. Quý vị hiện có sự giúp đỡ cao hơn, vậy đừng làm gánh nặng cho vị thần nhỏ. Các vị thần nhỏ làm những công việc khác, họ bảo vệ những linh hồn nhỏ hơn, trẻ em, chưa khao khát tiến lên đẳng cấp cao hơn. Điều đó không có nghĩa là tôi bảo quý vị coi thường họ. Giả sử quý vị đã học đại học mà vẫn cứ trở lại với thầy cô giáo mẫu giáo, xin giúp môn toán hoặc làm luận văn chẳng hạn. Như vậy có phải kỳ cục không? Dĩ nhiên là bị cha mẹ mình la rầy, sao con làm cái điều điên rồ đó vậy? Lãng phí thời gian của con, làm mất thời gian của cô giáo, biết không? Vậy không có nghĩa là cha mẹ không tôn trọng thầy cô giáo. Hiểu ý tôi không? Đây cũng vậy, cho nên quý vị phải hiểu rõ cái định nghĩa. Quý vị phải là người gia trì cho người khác bằng sự thanh khiết, bằng lực lượng tâm linh của mình, cho dù quý vị không biết nhưng cảm nhận được. Đôi khi có người họ cảm thấy rất thoải mái khi có mặt mình. Đôi khi có mặt mình, có người bệnh được khỏi bệnh hoặc mau lành bệnh hơn, hay cảm thấy nhẹ nhàng hơn, bớt đau, có hy vọng hơn, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn và tin tưởng hơn vào cuộc sống, vào Thượng Đế. Điều này có xảy ra phải không? Đó là lực gia trì của quý vị. Tôi mừng vì quý vị là công cụ tốt, nhưng đừng hãnh diện, đừng khoa khoang. Rất hỗn loạn nếu cứ luôn thấy kiếp trước của mình là gì. Khi chúng ta tu pháp môn Quán Âm, đôi khi chúng ta cũng thấy được quá khứ. Nếu cần thiết, minh sư sẽ cho chúng ta thấy một số đồ tu cũng sẽ thấy được tiền kiếp của họ. Biết được tiền kiếp không có lợi cho chúng ta lắm, ngoại trừ trong vài trường hợp phi thường bằng không. Khi chúng ta tu pháp môn Quán Âm, sư phụ bên trong sẽ biết chúng ta là gì trong quá khứ và chúng ta là gì trong hiện tại và làm sao để giải quyết nghiệp tiền kiếp, để hiện kiếp lại được trôi chảy hơn và tương lai sẽ được giải thoát.